Kính chào quý thầy cô. Hiện nay thì quý thầy cô đang sử dụng hệ thống e-learning để mà quý thầy cô chia sẻ cái tài nguyên học tập cũng như giao bài tập hay là những cái hoạt động trên lớp đến với sinh viên. Thì tuy nhiên thì khi mà quý thầy cô có nhu cầu muốn trao đổi trực tuyến với sinh viên thông qua video hoặc là quý thầy cô muốn là có sự tương tác giữa giảng viên với sinh viên thì quý thầy cô có thể sử dụng một cái công cụ khác. Thì hôm nay phòng điện toán máy tính sẽ hướng dẫn quý thầy cô sử dụng công cụ Google Meet. Thì để sử dụng công cụ này thì trước tiên quý thầy cô sẽ đăng nhập vào hệ thống email của trường. Thì ở đây chúng tôi có hai tab, một là cái tab đã đăng nhập vào cái email bằng cái tài khoản teacher. Cái tab thứ hai là mình đã đăng nhập vào email bằng cái tài khoản là student. Thì sau khi quý thầy cô đăng nhập thành công địa chỉ mail thì quý thầy cô chọn cái icon là Mix ở đây. Thì giao diện của Google Meet xuất hiện thì trước tiên là quý thầy cô sẽ nhấn vào dấu cộng này, Join or start a meeting. Thì đầu tiên là quý thầy cô sẽ đặt tên cho buổi gặp mặt hoặc là buổi trao đổi của mình đối với sinh viên. Ở đây mình đặt tên là Test One. Thì khi mình vào giao diện này thì quý thầy cô sẽ có hai cái lưu ý. Thứ nhất là mình sẽ kiểm tra xem là cái phần microphone với cái webcam của mình đã kết nối với hệ thống hay chưa. Ví dụ trường hợp mà quý thầy cô thấy ở đây xuất hiện cái icon màu đỏ có dấu chéo này là chứng tỏ là nó chưa kết nối với máy tính của mình. Hoặc là trường hợp có quý thầy cô thì sử dụng ví dụ như quý thầy cô sử dụng laptop thì trên laptop của mình nó có sẳn cái webcam và cái mic rồi. Tuy nhiên thì có thể là quý thầy cô sử dụng một cái mic riêng hoặc là một cái webcam nào đó riêng thì quý thầy cô có thể vào cái mục setting để mà mình lựa chọn mình sẽ sử dụng cái camera nào để mà mình trao đổi và mình sử dụng cái microphone nào. Thì sau khi mình đảm bảo là microphone với webcam đã kết nối thành công với máy tính thì quý thầy cô nhấn vào Join Meeting. Thì ở giao diện này cho phép quý thầy cô có hai lựa chọn. Một là quý thầy cô có thể chia sẻ cái đường link này đến với sinh viên của lớp học mình. Hai là quý thầy cô có thể dùng cái chức năng là Add People. Thì ở cái tính năng này quý thầy cô sẽ nhập vào cái địa chỉ email của sinh viên. Giả sử ở đây mình nhập cái địa chỉ email là student. Thì sau đó quý thầy cô nhấn send invite. Thì khi mà mình send invite thì sinh viên sẽ nhận được một email thông báo là quý thầy cô đang tổ chức một cái buổi hướng dẫn hoặc là một cái buổi họp. Thì sinh viên check mail và sinh viên nhấn vào join meeting. Thì lúc này sinh viên sẽ tham gia vào cái buổi buổi họp của quý thầy cô. Thì tại cái giao diện này thì quý thầy cô có thể xem được là hiện nay bao nhiêu bạn sinh viên đang kết nối đến cái buổi hướng dẫn của mình, nó nằm ở đây. Nếu mà quý thầy cô có nhu cầu thêm một số sinh viên mới nữa thì quý thầy cô quay lại tính năng là Add People. Thì ở đây là giả sử như cái lớp học của mình quý thầy cô đã có sẵn danh sách sinh viên rồi thì quý thầy cô có thể copy một cái danh sách địa chỉ email của sinh viên quý thầy cô dán vô đây. Ví dụ như ở đây mình có sẵn một cái danh sách email của sinh viên của lớp học của mình thì quý thầy cô có thể dán vào đó. Thì đây nó sẽ liệt kê ra tất cả các sinh viên mà quý thầy cô vừa nhập vô. Sau đó quý thầy cô sẽ nhấn send invite. Thì lúc này là tất cả sinh viên trong cái lớp học của mình sẽ được nhận được cái email và họ sẽ vào cái buổi hướng dẫn của quý thầy cô. Thì ở cái giao diện này á, nó cho quý thầy cô hai cái lựa chọn để mà quý thầy cô có thể là present đến sinh viên. Cái lựa chọn thứ nhất là quý thầy cô có thể chia sẻ một một cái cửa sổ trên máy tính của mình và cái lựa chọn thứ hai là quý thầy cô có thể chia sẻ tất cả những cái nội dung trên cái máy tính của mình luôn. Thì giả sử quý thầy cô chọn chức năng là ở Windows thì ở đây nó sẽ liệt kê cho quý thầy cô thấy là mình muốn chia sẻ cái cửa sổ nào để sinh viên thấy. Nhiều khi máy tính của mình đang đang mở rất nhiều cửa sổ thì mình chọn cái cửa sổ nào cần thiết để mình chia sẻ cho sinh viên. Thì khi mà quý thầy cô chọn xong thì quý thầy cô nhấn share. Thì lúc này á, một sinh viên thì họ sẽ thấy được
chỉ cái cửa sổ này mà thôi. Ngoài ra nếu mà trường hợp quý thầy cô muốn chia sẻ nguyên cái màn hình của máy tính của mình đến sinh viên thì quý thầy cô sẽ chọn tính năng là do anti-screen. Thì ở đây là khi mà quý thầy cô chọn cái này thì trên cửa sổ này nó sẽ hiển thị lên là trên cái máy tính của quý thầy cô nó có bao nhiêu cái màn hình. Thì thông thường là ở đây nó sẽ hiển thị một cái screen một thôi, tại cái máy tính này đang sử dụng hai màn hình cho nên nó hiển thị lên hai màn hình. Thì mình có thể chọn một cái màn hình nào đó để mà mình chia sẻ đến sinh viên. Thì ngoài ra thì trong quá trình quý thầy cô trao đổi với sinh viên thì có sử dụng tính năng chat, thì quý thầy cô kích vào cái tab chat và ở đây mình có thể mình trao đổi với sinh viên thông qua việc mình chat. Bây giờ giả sử chúng tôi mời thêm một thành viên mới để tham gia vào cái buổi hướng dẫn này. Thì lúc này bạn Duy nhận được một email để mà tham gia vào cái buổi hướng dẫn này. Đó thì quý thầy cô thấy là bạn Văn Khánh Duy đã tham gia vào cái buổi hướng dẫn này. Cái biểu tượng này là cho thấy là bên phía máy tính của bạn Duy là chưa có microphone và chưa có webcam luôn. Nếu mà bên bên máy tính của bạn Duy có webcam thì nó sẽ hiển thị cái hình ảnh của bạn Duy ở đây. Thì trong quá trình mà quý thầy cô trao đổi với sinh viên thì mình muốn xem hình ảnh của sinh viên nào thì quý thầy cô có thể chọn vào cái biểu tượng của sinh viên đó, thì lúc đó nó sẽ hiển thị hình ảnh ở đây. Thì ở đây là quý thầy cô gửi một cái tin nhắn đến cụ thể là đến bạn Duy, thì bạn Duy nhận tin nhắn và bạn Duy có thể trả lời tại ở đây. Thì tóm lại là ngoài việc quý thầy cô tổ chức một số hoạt động giảng dạy của mình trên hệ thống e-learning thì hệ thống Google Meet này nó có thể hỗ trợ quý thầy cô trường hợp quý thầy cô muốn trao đổi trực tiếp với các bạn sinh viên trong lớp của mình thông qua video trực tuyến. Hy vọng video này sẽ chia sẻ được quý thầy cô một số cái thao tác cơ bản khi mà quý thầy cô sử dụng tính năng Google Meet. Thì nếu quý thầy cô có thắc mắc thì quý thầy cô có thể liên hệ trực tiếp với phòng điện toán máy tính. Xin cảm ơn quý thầy cô.